Tiếp tục lên cho anh em một con hàng siêu VIP anh em nhé, móng bộ siêu mẫu luôn, lân móc câu, họng bòa, bộ bóng bộ dài đoàn mình ống lông mỏng nha anh em nhé. Nết chơi nhanh cầu con chim này thì mới xong lông thôi, vẫn còn phấn, vẫn còn măng mặt rồi. Đấy, kè test gọi là qua cho anh em xem cái hình bộ con chim và cái nết của con chim nhé. Chim này thì củi lửa thì nó bây giờ bắt đầu mới đang lên, thì mới xong lông mà em còn chưa cả phóng cơ. Đấy, anh em nào thiện chí kết cái hình bộ con chim thì liên hệ em nhé, Hiếu Kiều 3546 3567 anh em nhé. Bóng bộ siêu mẫu luôn, cực đẹp. Con chim này được khoảng độ 2 năm rưỡi 3 năm lồng thôi, 2 năm rưỡi 3 năm lồng. Chim già lên nha anh em nhé, giọng ok. Chim Bắc thì bây giờ tầm này mà tìm những con trong lông mới mà bóng bộ đẹp này thì cũng ít lắm. Nên anh em là kết cứ inbox hoặc alo số điện thoại góc dưới màn hình giúp em nhé.